Đây là mình sẽ đọc một chữ này các bạn. Đọc chữ Đức cũng là Đức quý vị bây giờ. Đức cũng như Đức Thầy vậy đó, cũng như Đức Quỳnh Giáo Chủ là cũng chả Đức luôn. Hình như các vị này có liên quan với nhau hay sao ấy. Đức Minh Nhật Nguyệt Hộ Nhân Sinh là dòng thứ nhất quý vị ơi. Con này là đừng nói chữ Quỳnh nha, không phải gì ơi, cái này là chữ đạo. Đạo phổ càn khôn lưu vạn tuế. Wow, đây là chân dung Đức Thầy. Hai câu đối này rất là ý nghĩa các bạn. Còn đây là chân dung của Đức Ảnh, của Đức Thầy, Đức Quỳnh Giáo Chủ, Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Ở đây có kể cả Đức Ảnh của Đức Phật Thầy Thầy An và Đức Phật Trùm. Lịch sử của hai vị này thì rất là hay. Quý vị nào có thể lên mạng và YouTube và search coi, rất là hay. Thuyền Bát Nhã của Đức Thầy đẹp quá các bạn, đẹp long lanh luôn. Với chiếc thuyền này thì ngày xưa thầy đã đi thuyền đạo bằng cách là bán khoai. Đây là câu chữ câu đối bằng tiếng Tàu, mình cũng bó tay luôn. Đây là cái chân dung của cái hồ mà đã mình mà lúc nãy mình đã thấy đó, cái hồ sen nè, hồ sen nó nằm ở giữa nè. Bây giờ thì mình sẽ đọc cho các bạn biết tiểu sử của ông sư giải bán khoai này nghe. Hồ tiểu sử dài thế. Tiểu sử ông sư giải bán khoai. Ông sư giải quán khoai sinh năm 1901, mất năm 1902. Nguyễn Văn Hiệp. Ủa, hình như cái gì đó sai sai đó bạn ơi. Ông sư giải bán khoai năm 1901, 1902. Ủa là sao vậy ta? Nguyễn Văn Hiệp đăng ngày 24 tháng 3 năm 1908. Cái dòng này thì mình không hiểu các bạn nghiên cứu gì nha, những gì sai sai đó. Như 1908, 1902 sao hay là sao á. Mình không biết thôi, mình đọc lướt qua cái phần này nha. Sau khi Đức Bổn Sư Viên Tịch thực dân Pháp thẳng tay khủng bố đàn áp tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương cũng như tứ ân hiếu nghĩa cho các môn đồ phải hết sức né tránh và dè dặn mọi mặt, vì vậy việc truyền giáo không thấy đường qua gần như bị thu hẹp, nghi thức hành đạo cũng phải thay đổi tùy theo lúc bấy giờ. Khoảng năm Tân Sửu năm 1908,